Người khổng lồ vung chiếc rìu trong tay và nhắm vào cái cây lớn để chặt nó. Chiếc rìu rơi vào tay anh ta. Anh ta có thể dễ dàng chặt xong khúc gỗ mà người bình thường phải mất cả năm mới chặt được chỉ trong vài phút. Với củi được chặt, tất cả dân làng đều sống trong những ngôi nhà lớn. Nhưng ai có thể ngờ rằng cậu đã từng là một đứa bé bị bỏ rơi, bị sóng cuốn vào làng chài nhỏ bé này cùng với con tàu bị bỏ rơi. Những người đánh cá tưởng rằng mình đã tìm thấy một kho báu đáng kinh ngạc nào đó, nhưng khi trèo lên thang, họ mới phát hiện ra rằng đó là một đứa bé khổng lồ. Những ngư dân tốt bụng đã quyết định nhận nuôi cậu, vì kích thước to lớn của cậu nên chiếc tã cậu mặc cần tới 5 người để hoàn thành cùng một lúc. Những chiếc tất anh ấy mang thậm chí còn phóng đại hơn, thực tế chúng cần tới 7 chiếc. Một người phụ nữ bắt đầu đan sợi với nhau và 4 người còn lại. Mọi người có nhiệm vụ kéo chỉ, may vá. Bình sữa của em bé khổng lồ nặng hơn 50 kg, phải nhờ sự trợ giúp của dòng dọc, hai ngư dân mới kéo được lên chiếc thuyền gỗ trống rỗng, hai người có nhiệm vụ nhét bình sữa vào miệng em bé khổng lồ. Quá trình kiếm ăn như vậy thường mất nửa ngày của ngư dân. Cách dỗ em bé khổng lồ ngủ của ngư dân còn độc đáo hơn, 7 người phải đứng dưới thuyền và hát thật to, còn một ngư dân đứng cạnh em bé khổng lồ để chỉ huy hòa nhạc. Bằng cách này, em bé khổng lồ có thể được dỗ ngủ, ngư dân nhẹ nhàng làm, anh đắp chăn rồi từ từ xuống thuyền. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ rơi khỏi con tàu cao hàng chục mét ngay tại chỗ, đứa bé khổng lồ này lớn nhanh gấp 5 lần. Trong khoảng 1 năm, anh đã cao tới khoảng 50 mét. Anh rất ghen tị khi những đứa trẻ xung quanh được đến trường, tuy nhiên, do chiều cao có hạn nên anh chỉ có thể lén lút ngồi trên mái nhà gần đó và nghe lén bài giảng của giáo viên qua cửa sổ. Đối mặt với những câu hỏi của giáo viên, các học sinh trong phòng luôn không nói nên lời, nhưng anh ấy lại có thể nhấc mái nhà và đưa ra câu trả lời cho giáo viên. Điều này khiến giáo viên phải ngạc nhiên và ngạc nhiên, mặc dù anh ấy xuất sắc về mọi mặt. Khác với những người bình thường nhưng cậu bé cũng rất mong được chơi đùa cùng các bạn cùng trang lứa. Dần dần, những đứa trẻ xung quanh không còn loại trừ tôi nữa. Anh ta trèo lên người anh ta, dùng anh ta làm bệ nhảy để tận hưởng cuộc sống trong hồ. Ngày qua ngày, Giáng sinh đến, người khổng lồ nhận được món quà đầu tiên trong đời, đó là một chiếc rìu khổng lồ. Như tìm thấy kho báu, anh ta nhanh chóng chạy vào rừng, chỉ vào những hàng cây lớn và chỉ vào những hàng cây lớn. Bắt đầu vung nó, khắp nơi là cảnh tượng thân cây đổ, chỉ trong vài phút, anh ta đã chặt được hàng trăm tấn gỗ. Với số gỗ này, ngư dân đã xây dựng được nhà riêng cho mình, làng chài trống rỗng trở nên giàu có. Khi toàn bộ rừng ở làng chài đã bị đốn hạ, người khổng lồ phải chia tay ngôi làng vì ngôi làng không còn đủ sức hỗ trợ anh thực hiện ước mơ trở thành thợ rừng. Anh ta đi về phía bắc và đến một khu rừng trù phú hơn. Khi những người khai thác gỗ địa phương nhìn thấy sự xuất hiện của người khổng lồ, họ xếp hàng trên đường để chào đón nó, bởi họ có thể nhanh chóng chặt phá khu rừng bằng sức mạnh của người khổng lồ. Chiếc rìu dài hàng mét, nhiều khu rừng rộng lớn bị đốn hạ, gốc cây cũng bị cắm xuống đất. Người khổng lồ đứng ở trung tâm ngôi làng và nhìn lại, xung quanh anh ta không có khu rừng nào cả. Ở đây không có ích gì cho hắn nên hắn cầm rìu đi tiếp về phía bắc, thời tiết càng ngày càng lạnh, khi đi về phía bắc nên gã khổng lồ chỉ có thể đào củi để nhóm lửa. Nhưng trong bóng tối, anh nghe thấy một tiếng gầm, xé tan đám mây dày đặc và nhìn thấy một con bò rừng đông cứng. Người khổng lồ tốt bụng đẩy nó vào đống lửa, con bò rừng nhanh chóng hồi sinh. Thấy người khổng lồ cứu mình, anh quyết định đi theo người khổng lồ để đốn cây, dấu chân họ bước đi biến thành ao sen lớn nhỏ. Để thuận tiện cho việc tưới tiêu cho các thôn ở hạ lưu, anh đã trực tiếp mở đập để cho nước vào. Hồ chứa nó có thể được chuyển xuống khu vực hạ lưu. Sau đó, ông đào lòng sông nối thượng nguồn và hạ lưu để vận chuyển gỗ qua sông. Nhưng kênh sông quanh co làm tăng khoảng cách và thời gian vận chuyển nên anh ném sợi tóc về điểm bắt đầu của kênh sông để cố định, rồi để bò rừng dùng hết sức kéo về phía trước và nó có thể được vận chuyển trong một ngày. Gỗ có thể được hoàn thành trong chớp mắt, điều này giúp cải thiện đáng kể hiệu quả vận chuyển gỗ. Người khổng lồ cũng được dân làng địa phương tôn thờ như một vị thần. Sau này, ngôi làng trở thành thành phố cảng, các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới đến đây buôn bán, họ mang theo những công cụ khai thác gỗ tiên tiến nhất đến đây. Những người thợ rừng ở địa phương chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc cưa sắt và thích thú nhìn vào màn trình diễn của doanh nhân. Người khổng lồ nhìn doanh nhân đang khai thác gỗ, nghĩ rằng anh ta đã đe dọa vị trí của mình. Nhưng hiệu quả cắt của cưa sắt thực sự tốt hơn con người. Doanh nhân đề nghị cạnh tranh với anh ta bằng cưa sắt, trong thời gian quy định, ai chặt được ít cây nhất sẽ rời khỏi thành phố. Đề nghị này được người dân địa phương tán thành, ngay khi trọng tài thổi còi, cả hai bắt đầu công việc khai thác gỗ. Tốc độ khai thác gỗ của hai người không thể phân biệt được, nhanh như chớp, chẳng mấy chốc cả khu rừng đã bị san bằng, với tiếng súng của trọng tài, trận đấu kết thúc. Gỗ do gã khổng lồ và doanh nhân chặt chất đống trên không, bằng mắt thường khó có thể phân biệt được bên nào thắng, trọng tài phải trèo lên và tận mắt đo xem gã khổng lồ đã chặt tổng cộng bao nhiêu. 10.000 miếng gỗ, trong khi doanh nhân đã chặt được 10.001 miếng gỗ. Bằng cách này, người khổng lồ chỉ có thể rời khỏi thành phố cùng với con bò rừng. Sự cạnh tranh khai thác gỗ không đáng kể phản ánh hiện tượng sớm hay muộn nhân lực sẽ bị máy móc thay thế.